bố mẹ thương nhớ, ngày hôm nay, ngày mừng sinh nhật của con. Thế là đã chọn 19 tuổi rồi. Bố mẹ ạ, rõ ràng là con đã trưởng thành nhiều rồi, 19 tuổi chưa lấy gì làm cao mà cuộc đời của con đã phong ba sóng gió nhiều. Ở nơi đây con đang dùng những sức lực của tuổi xuân để chống lại những buổi mưa rừng, gió rét, hay những tia nắng gay gắt của nắng hạ Lào hoặc những đỉnh cao chót vót của dốc núi vùng cao nguyên Bôn Lô Ven này. Con buồn nhiều và thương bố mẹ lắm. Bây giờ con mới thấy hết được nỗi lòng của mẹ. Con hiểu lắm. Cuộc sống gian khổ thực tại này của bọn con giờ đây ai là người thương cảm nhất? Mẹ ơi, chỉ có mẹ thôi còn ai mà khác được nữa. Hình như mẹ hay khóc thầm vì thương nhớ con phải không? Con linh cảm như vậy. Mẹ đừng buồn nhé. Sau này chiến thắng trở về chỉ có con và mẹ thôi nhé. Con hứa với mẹ đấy, trở về con sẽ sống với mẹ đến trọn đời. Thank you.